6 năm phẩm thật ngữ. Bấy giờ trời đế thích bạch Phật: Bạch Thế Tôn, tôi nói như vậy, khen như vậy, thọ ký như vậy là thuận với thật ngữ, pháp ngữ của Thế Tôn. Đối với pháp tùy theo pháp, có phải là thọ ký chân chánh không? Lúc ấy Phật bảo: Kiều Thi Ca, ông nói như vậy, khen như vậy, thọ ký như vậy, thật là thuận với thật ngữ, pháp ngữ của Thế Tôn. Đối với pháp tùy theo pháp đó, thật là sự thọ ký chân chánh. Lúc ấy trời đế thích lại bạch Phật: Thật hiếm có, thưa Thế Tôn, đại đức thiện hiện, có nói điều gì cũng đều dựa vào pháp không vô tướng vô nguyện, dựa vào bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, cũng dựa vào bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, dựa vào tám giải thoát cho đến mười biến xứ, cũng dựa vào thánh đế khổ tập diệt đạo, dựa vào bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa, cũng dựa vào nội không cho đến vô tính tự tính không, dựa vào chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, cũng dựa vào địa vị đại Bồ Tát, dựa vào pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa, cũng dựa vào năm loại mắt, sáu phép thần thông, dựa vào 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, cũng dựa vào pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, dựa vào trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, cũng dựa vào tất cả hạnh của Đại Bồ Tát, dựa vào quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật. Bấy giờ Phật bảo trời đế thích: Kiều Thi Ca, cụ thọ thiện hiện trụ ở pháp không, quán bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa, còn bất khả đắc, huống gì người thực hành bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa, làm sao có thể nắm bắt quán bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, còn bất khả đắc, huống gì người tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, làm sao có thể nắm bắt quán bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, còn bất khả đắc, huống gì người tu bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, làm sao có thể nắm bắt quán tám giải thoát cho đến mười biến xứ, còn bất khả đắc, huống gì người tu tám giải thoát cho đến mười biến xứ, làm sao có thể nắm bắt quán thánh đế khổ tập diệt đạo, còn không thể nắm bắt, huống gì người trụ nơi thánh đế khổ tập diệt đạo, làm sao có thể nắm bắt quán nội không cho đến vô tính tự tính không, còn bất khả đắc, huống gì người trụ ở nội không cho đến vô tính tự tính không, làm sao có thể nắm bắt quán chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, còn bất khả đắc, huống gì người trụ ở chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, làm sao có thể nắm bắt quán pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, còn bất khả đắc, huống gì người tu pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, làm sao có thể nắm bắt quán cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, làm sao có thể nắm bắt quán pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa, còn bất khả đắc, huống gì người tu pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa, làm sao có thể nắm bắt quán năm loại mắt, sáu phép thần thông, còn bất khả đắc, huống là người làm phát sanh năm loại mắt, sáu phép thần thông, làm sao có thể nắm bắt quán mười lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, còn bất khả đắc, huống gì người làm phát sanh mười lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, làm sao có thể nắm bắt quán pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, còn bất khả đắc, huống gì người làm phát sanh pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, làm sao có thể nắm bắt quán trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, còn bất khả đắc, huống gì người làm phát sanh trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, làm sao có thể nắm bắt quán tất cả hạnh đại Bồ Tát, còn bất khả đắc, huống gì người có thể thực hành tất cả hạnh đại Bồ Tát, làm sao có thể nắm bắt quán quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật, còn bất khả đắc, huống gì người có thể chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật, làm sao có thể nắm bắt quán trí nhất thiết trí, còn bất khả đắc, huống gì người có thể đạt được trí nhất thiết trí, làm sao có thể nắm bắt quán bánh xe chánh pháp, còn bất khả đắc, huống gì người có thể vận chuyển bánh xe chánh pháp, làm sao có thể nắm bắt quán 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, còn bất khả đắc, huống gì người dùng tướng hảo này để trang nghiêm thân, làm sao có thể nắm bắt quán pháp không sanh không diệt, còn bất khả đắc, huống gì người có thể chứng pháp không sanh không diệt, làm sao có thể nắm bắt. Vì sao Kiều Thi Ca, đối với tất cả các pháp cụ thọ thiện hiện trụ ở chỗ viễn ly,
trụ ở chỗ vắng lặng, trụ ở chỗ vô sở hữu, trụ ở chỗ vô sở đắc, trụ ở chỗ rỗng không, trụ ở nơi vô tướng, trụ ở nơi vô nguyện. Kiều thi ca, đối với tất cả các pháp, cụ thọ thiện hiện, trụ ở những nơi rất thù thắng như vậy. Kiều thi ca, việc trụ ở nơi rất thù thắng của thiện hiện, so với chỗ trụ của Đại Bồ Tát đã thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, thì không bằng 1%, không bằng 1/1000, không bằng 1/100000, cho đến không bằng 1 phần rất nhỏ. Vì sao? Kiểu thi ca, trừ chỗ trụ của Như Lai đối với chỗ trụ của Thanh Văn và Độc Giác, thì chỗ trụ và việc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa của Đại Bồ Tát là hơn hết, là thù thắng, là tôn quý, là cao cả, là diệu, là vi diệu, là ở trên, là vô thượng, là không gì sánh bằng. Vì sao? Kiểu thi ca, Đại Bồ Tát nào muốn đứng trên tất cả hữu tình thì nên đứng ở chỗ thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa. Vì sao? Kiểu thi ca, các vị Đại Bồ Tát trụ ở chỗ này thì hơn hẳn địa vị Thanh Văn Độc Giác chứng nhập chánh tánh ly sanh của Bồ Tát, có thể mau viên mãn tất cả Phật Pháp, vĩnh viễn đoạn trừ sự nối tiếp của tập khí phiền não, có thể mau chứng đắc trí nhất thiết trí, được gọi là Như Lai ứng chánh đẳng giác, thường làm lợi lạc tất cả hữu tình. Bấy giờ trong chúng có vô lượng vô số trời tam thập tam nghe lời Phật dạy sanh vui mừng cực độ. Mỗi vị cầm hoa thơm vi diệu ở cõi trời giải dâng lên Như Lai và các bí xô. Lúc ấy 600 bí xô ở trong chúng từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ sát chân Phật, che kín vai trái, quỳ gối phải sát đất, khom người cung kính chắp tay hướng Phật, chiêm ngưỡng dung nhan của Đức Thế Tôn không chớp mắt. Nhờ thần lực của Phật, trong lòng bàn tay của mỗi vị tự nhiên tràn đầy hoa thơm vi diệu. Các vị bí xô vui mừng cực độ vì gặp việc chưa từng có. Họ đều đem hoa này giải lên dâng Phật và các Bồ Tát. Sau khi đã giải hoa, họ đều phát nguyện: chúng con xin nhờ sức thiện căn thủ thắng này để được thường an trụ vào việc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, là chỗ mà Thanh Văn Độc Giác không thể trụ được và mau đạt được quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, vượt hẳn địa vị Thanh Văn Độc Giác. Bấy giờ biết ý tăng thượng muốn đạt đến đại bồ đề quyết không thối lui của các bí xô, Đức Thế Tôn liền mỉm cười. Như thường pháp của chư Phật, từ miệng ngài phóng ra đủ loại ánh sáng xanh vàng đỏ trắng hồng tím bích lục vàng bạc pha lê, chiếu khắp 3000 đại thiên thế giới. Ánh sáng đó thu dần và nhiễu quanh thân Phật 3 vòng rồi chui vào trên đành. Sau khi thấy điểm lành này, khánh hỉ vui mừng cực độ, rời khỏi chỗ ngồi đảnh lễ Phật và chắp tay thưa: bạch Đức Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà ngài mỉm cười? Chư Phật mỉm cười chẳng phải là không có lý do, cú xin Như Lai thương xót nói cho con biết. Phật bảo khánh hỉ: trong kiếp tinh dụ ở đời vị Lai, các bí xô này sẽ được làm Phật, có cùng hiệu là tán hoa Như Lai ứng chánh đẳng giác, minh hạnh viên mãn, thiện thệ thế gian dài, vô thượng trượng phu, điều ngự sĩ, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn, Bạt Giả Phạm. Họ có tuổi thọ, chỗ ở, quốc độ và các đệ tử bí xô tất cả đều giống nhau. Các vị Như Lai ứng chánh đẳng giác này từ lúc mới sanh đi xuất gia cho đến sau khi thành Phật, dù ở chỗ nào, dù ngày hay đêm, cũng thường có mưa hoa thơm vi diệu 5 màu. Vì lý do này ta mỉm cười. Vì vậy, này khánh hỷ, Đại Bồ Tát nào muốn trụ ở nơi tối thắng thì phải thực hành bát nhã ba la mật đa. Đại Bồ Tát nào muốn đứng ở chỗ của Như Lai thì phải thực hành bát nhã ba la mật đa. Khánh hỷ nên biết, thiện nam tử, thiện nữ nhân nào siêng năng tu học bát nhã ba la mật đa sâu xa, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy vào đời trước, hoặc từ trong loài người qua đời mà sanh trở lại nơi đây, hoặc từ cõi trời đổ sử đa qua đời, sanh vào loài người, vào đời trước, hoặc ở trong loài người, hoặc ở trên trời. Do đã từng nghe giảng rộng bát nhã ba la mật đa nên vào đời này, người ấy có thể siêng tu học bát nhã ba la mật đa sâu xa. Khánh hỷ nên biết, Như Lai thấy thiện nam tử, thiện nữ nhân nào có thể siêng năng tu học bát nhã ba la mật đa sâu xa, không đoái hoài thân mạng, tài sản, thì đúng là Đại Bồ Tát. Hết quyển thứ 457.